Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em Khánh Hino. Trong video ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em một cái phiên bản xe Hino 3 giò nằm ở phân khúc Hino 3 chân 15 tấn cầu lết anh em ha. Được anh trai tại tỉnh An Giang đã tin tưởng ủng hộ tại Hino Đại Phân Tính bên em ha. Đây là một cái phiên bản Hino 3 giò, anh trai ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Với cái phiên bản này thì tải trọng cho phép chở là 14 tấn 950 anh em, tổng tải sẽ là 24 tấn ha. Cũng như là được anh trai lên rất là nhiều đồ chơi rất là đẹp anh em đó. Sẵn tiện video này thì em quay cho những anh chị nào đang có dự định tham khảo thì cũng có thể tham khảo ngay video này ha. Thì đối với phiên bản Hino 3 giò 15 tấn cầu lết thì nó sẽ có hai kích thước thùng anh em, một kích thước thùng ngắn và một kích thước thùng dài ha. Kích thước thùng ngắn thì thùng nó sẽ được chia 7 bẩn và thùng nó sẽ là lọt lầm thùng là 7m7 anh em. Còn một cái phân khúc Hino thùng siêu dài nữa là thùng lên đến 9m4 ha. Đó, và hai phiên bản cũng như là có sự chênh lệch giá thành cũng không đến nỗi anh em. Và phụ thuộc vào lại cái hàng hóa chuyên chở của anh em. Thường thì nếu mà về cái thùng ngắn thì anh em chở hàng nặng nhiều hơn ha. Hơn so với những cái hàng cồng kềnh thì anh em lấy cái thùng dài 9m4 thì nó cũng thoải mái hơn ha. Tải trọng cho phép chở nó cũng được 14 tấn rưỡi, tổng tải nó cũng là 24 tấn ha. Nhưng mà thùng thì nó sẽ dài hơn anh em. Đó, anh trai ra biển số cũng rất là dễ nhìn ha, 67F00494 anh em, rất là đẹp. Cũng như là anh chơi, anh lên đồ chơi này kia rồi rất là đầy đủ luôn anh em. Anh em có thể xem qua trực tiếp ở đây ha. Thì ở thời điểm mà giữa tháng 3 năm 2024 thì tại Hino đã phát tính anh em. Nếu mà anh em đóng cái thùng bẩn nhôm như thế này thì lăn bánh chưa đến 2 tỷ anh em. Đó, giá cực kỳ tốt ha. Cũng như là chương trình khuyến mãi thì hiện tại bây giờ thời điểm giữa tháng 3 thì với giá xe nền sexy đã bao gồm VAT bên em rồi là 1.682.000.000 ha. Và đêm đang có xe nền sẵn giao ngay cho anh em. Thùng xe thì anh em có thể đóng thùng giống như anh trai ở An Giang, cũng như là anh em có thể đóng thùng sắt tiêu chuẩn cũng được, phụ thuộc vào lấy cái nhu cầu cũng như là về cái tầm tài chính của mình anh em ha. Về cái hỗ trợ trả góp thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp cho anh em. Anh em chỉ cần trả trước đâu đó tầm khoảng từ 15% cho tới 20% giá trị xe thùng là anh em nhận xe ha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ nhanh tay liên hệ với em qua số hotline 0938 285 259, em đã để bên cạnh màn hình, em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị. Anh trai lên hiện tại bây giờ luôn là sơn cái mặt ga lăng phía trước luôn em. Đó, sơn màu trắng luôn ha, đồng nhất với lại màu sơn của cabin, nhìn rất là đẹp như thế này. Ngoài ra thì anh em có thể sơn thêm màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu cam, tùy thuộc vào cái màu của anh em ha. Và đặc biệt là về màu sơn cabin thì màu chuẩn của Hino là màu trắng, không phát sinh chi phí anh em. Anh em nào mà có nhu cầu thay đổi màu sơn theo phong thủy, theo yêu cầu của mình thì bên em vẫn hỗ trợ được quý anh chị ha. Và với cái mức giá đổi màu sơn thì nó rơi dao động đâu đó tầm khoảng từ 13 đến 15 triệu ha. Thời gian bên em triển khai từ đâu đó tầm khoảng 5 ngày là xong màu sơn cho anh em. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Và nói chung là anh chủ cũng rất là kỹ và trang bị rất là đầy đủ cho anh em tài xế của mình anh em. Đó, về dàn cản phía trước thì vẫn giữ zin ha. Đây, anh giữ zin. Về gương của về đèn xi nhan thì có, anh cũng có trang bị là cái ốp bên ngoài ha. Ốp này dạng là ốp nhựa xi anh em. Đó, ngoài ra thì có là ốp inox đó ha, xi nhan phía trước cũng như là bên hông đây. Anh cũng rất là kỹ để tránh mất mát thì cái logo anh cũng là đã bắn trực tiếp vào đây luôn ha, bắn đi về trực tiếp vào đây luôn, giữ lại cái logo của mình ha. Ở bên Hino 500 cũng vậy anh em, cũng bắn đi về như thế này. Đó, đảm bảo về cái logo mình không mất mát, còn logo chính thì vẫn giữ nguyên như thế này. Về phía trên thì ốp thêm là tay nắm ở phía trước nè, tay nắm phía trước để bước lên vệ sinh phía trước kính chắn gió ha. Anh làm luôn cái ốp gương. Ốp gương hiện tại bây giờ đang là làm ốp inox luôn anh em, chứ không phải là inox 304 luôn ha, chứ không phải là ốp nhựa ha. Bao gồm hai gương bên hông, rồi gương bên phụ, gương cầu lòi phía trước, cản che nắng phía trước thì anh làm luôn anh em. Công ty Minh Tâm Ivory ha. Đây, cản che nắng phía trước có đèn hai bên luôn. Đó, nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt ha. Ốp chân gương luôn, cũng là bằng inox luôn ha. Rồi ốp tay nắm cửa canh chim nè. Đó, về nội thất thì em xin phép em quay một ít cho anh em cũng như là quý khách hàng xem và tham khảo ha. Nội thất thì anh lên full nội thất này là 5D anh em. Ở ngoài ra thì anh em có điều kiện hơn thì anh em lên luôn trực tiếp 6D thì nó sẽ đẹp hơn ha. Ở 6D thì phía trên trần thì nó sẽ có kim cương ở phía trên, những cái hạt kim cương cực kỳ lấp lánh và rất là đẹp.
để bọc ghế, bọc lưng, chằn, tắp lô. Anh lên luôn màn hình Android phía bên giữa ha, thay thế về là cái radio nè. Đó, xem giải trí này kia rồi cực kỳ thoải mái ha. Anh đầu tư luôn trực tiếp thêm cái nữa là cái cổng USB phát Bluetooth ha. Đó, và cổng sạc luôn. Rồi, anh em nào mà đến với Hino Đà Phát Tính bên em thì khi nhận xe thì em tặng cho anh em bao da vô lăng loại Thái như thế này ha, loại sấm sét nè, thảm lót xoàn nè. Anh trang bị luôn cho mình những cái công tắc về còi ha. Còi này đang trang bị là còi hơi anh em. Đó, còi hơi, còi ong ha. Đó, còi ong, còi chim. Cũng như là về cái nhạy còi nó sẽ trang bị phía bên chỗ cần gạt mưa, phía trang bị cho mình luôn 3 tiếng, 6 tiếng, 5 tiếng gì đấy. Để phụ thuộc vào cái nhu cầu của anh em. Anh em có thể trang bị ha. Còn trên thì anh em ảnh lắp luôn cho mình là về cái ba ga mui ở phía trên anh em. Ba ga mui phía trên ha. Đó, cực kỳ đẹp như thế này. Còn về cái chân cản da nắng phía trước anh lắp như zin anh em, không có khoen cabin luôn. Đó. Về cái cầu thang cũng như là về cái gỗ ở phía trên thì anh lắp một cái cầu thang vòng luôn ha. Vòng từ phía bên tài qua bên phụ, bên đây là bên phụ nè, còn bên đây là bên tài. Anh lên trực tiếp luôn anh em, nhìn rất là đẹp. Đó. Còn thùng này thì hiện tại bây giờ anh trai đang đóng thùng là bẩn nhôm inox tiêu chuẩn ha. Nhìn cũng rất là đẹp, cũng rất là bắt mắt. Em sẽ đi chi tiết cụ thể những cái chi tiết thùng ảnh lên như thế nào, cũng như là những cái trang bị thêm option mà anh trai yêu cầu ha. Đây là công ty Ari nhưng mà đứng tên là đứng tên cá nhân nè anh em, Lê Văn Lợi ha, tại Phú Tân, tỉnh An Giang. Đóng thùng bẩn nhôm chia 7 bẩn ha, 7 bẩn nhôm bao gồm 6 bẩn hông và 1 bẩn phía sau. Trụ thùng bách trước, rồi khung bao sàn phía dưới thì anh trai đóng luôn lại nóc anh em. Bản lề nè, khóa tôm bách bẩn cũng lại nóc ha. Dàn đà phía dưới thì sử dụng là thép đúc anh em. Đà dọc là U140, đà ngang là U120 ha. Về cực kỳ dày dặn, chắn chắn và cứng cáp cho anh em luôn. Anh lấy thêm cái về cái chắn bùng phía bánh trước nè. Làm luôn cái bảo vệ bầu bình hơi ha. Thùng đồ nghề lá me theo xe luôn. Cản hông thì anh sử dụng là không phải là cái cản phi hoặc là cái cản hộp 48. Anh làm luôn cái cản trắng như thế này anh em. Nhìn cũng rất là thẩm mỹ, rất là đẹp ha. Về chống bùng thì con này sử dụng là về inox nè. Tay nắm cũng là tay nắm inox ha. Ngoài ra thì anh em xài cái tay nắm về chống bùng này bằng cây phi như thế này. Hoặc là anh em xài luôn cái cây phi 49 thì tay nắm nó sẽ bắt trực tiếp vào lại cái đà dọc của thùng luôn anh em. Nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn so với cái phiên bản này ha. Đèn xi nhan thì bây giờ đang sử dụng là đèn led bên hông. Mỗi cái bờ bên 5 cái ha, là 10 cái. Về chống bụng phía sau anh chơi ở phía trên là một cái nè, ở phía dưới về chống bụng một cái, thay luôn trực tiếp so với cái về chống bụng của hãng ha. Hãng thì nó sẽ có thêm cái về chống bụng của Hino anh em. Trụ thùng cũng lại nóc luôn. Vỉ phía sau thì anh xài vỉ nhưng mà bắn thêm cái bách inox phía sau đây như thế này. Đó, anh em có thể dán cái thương hiệu công ty mình ở trên đây cũng được, nhưng mà ý là phía dưới này anh trai anh Lợi đã có làm cái cản phía sau về công ty Minh Tâm Airing của mình về cái thương hiệu của công ty rồi, và chạy chữ led sẵn luôn rồi anh em. Đó, rất là đẹp ha. Phía dưới đây về cái cản, nếu mà cản chuẩn thì nó chỉ là cản inox trắng lá me thôi anh em. Đó, dập lá me thôi, nó không có cái dãy chữ led cũng như là không có tên công ty như thế này ha. Anh em trang bị thêm như thế này cực kỳ đẹp. Đó, luôn cái tấm che sexy và che luôn cái biển số ha, bắt biển số như thế này, có chữ Loro Hino 500 nè. Phía dưới có bốn cái đèn hộp xoài bắt biển số ở giữa cũng như là đèn của biển số luôn ha, rất là đẹp. Và khi mà ban đêm thì nó cực kỳ đẹp luôn anh em. Lên luôn trực tiếp cho mình là khi mà anh em bật đèn lên, đèn mi lên cũng như là đèn pha cốt vaccine rất là đẹp luôn ha. Được cái nữa là anh trai trang bị lúc nãy là có camera hành trình, thì phía sau nó sẽ có thêm cam lùi anh em. Phía trước thì có camera hành trình, có màn hình Android, và phía sau thì nó luôn có luôn cho mình đó là cam lùi luôn ha. Khi anh em rài vào số lùi thì nó sẽ có cam hành trình giống như cam lùi, giống như ô tô luôn anh em ha. Có thước lái trực tiếp trên xe luôn. Còn về cái dàn đèn phía sau này, đèn đây là đèn U anh em ha, sử dụng trên cái dàn đèn của xe khách. Và riêng cái cặp đèn này nó đâu đó nó bằng khoảng một chiếc Sirius anh em ha. Nó tầm mười mấy cũ anh em, đấy mười mấy cũ ha. Cũng rất là đắt đó, nhưng mà nói chung là anh trai rất là chịu dọn xe cũng như là rất là kỹ nhìn xe. Sau cái thời gian sử dụng khoảng 4 tháng thì còn rất là mới, rất là đẹp anh em. Đó,
Ngoài ra thì cái đèn chữ U này thì nó sẽ có đèn sợi tóc thì nó sẽ rẻ hơn anh em ha. Đó, đèn sợi tóc, đèn sợi, đèn U Mobit á thì nó sẽ rẻ hơn so với cái đèn LED như thế này. LED này thì nó sẽ đắt hơn. Mà lấy từ cái dòng Hyundai ra anh em. Đó, những cái dòng Hyundai ra ha. Đó là nhu cầu của mình thì mình có thể lên trang bị như thế này. Hoặc là về tầm tài chính mình vừa phải thì mình có thể là trang bị những cái cơ bản thôi anh em. Đó, tùy thuộc vào nhu cầu của anh em. Tầm tài chính thì anh em có thể là trang bị thêm cho mình ha. Bên kia thì anh trai có lắp luôn cho mình là về cái bảo vệ bồn hơi với lại cái thùng đồ nghề, thì bên đây anh lắp luôn cái bảo vệ bình điện ha. Đây, lá me như thế này. Anh em yên tâm sử dụng, và cái cặp bình là dễ bị mất mát nhất nên đâm ra là anh trai sẽ lắp luôn cho mình cái bảo vệ bình điện như thế này bằng lá me ha, giúp cho xe nó đồng nhất và rất là đẹp. Đây, một cái phiên bản Hino 3 chân thùng ngắn, nếu mà phù hợp cho anh em nào đi chuyên về tải hơn so với về kích thước thùng anh em ha. Nếu mà anh em nào mà đi cần về kích thước thùng, mình đi về cái hàng hóa cồng cồn thì mình lấy luôn cái thùng dài anh em, thùng 9m4 ha, thì nó sẽ rộng rãi thoải mái hơn. Còn nếu mà anh em đi tải thì lấy cái thùng 7m7 mở 7 bẩn như thế này, rất là ok, giá thành cũng rất là hợp lý và tầm tài chính anh em lăn bánh chưa đến 2 tỷ ha. Tải phiên bản này về riêng taxi không đang, tại bây giờ bên em đang bán là 1.682 triệu, Turbo Ram thùng cũng như là chi phí ra số, tùy thuộc vào cái khu vực tỉnh của quý anh chị lăn bánh thì anh chị có thể liên hệ với em Khánh qua số hotline 0938 285 259. Em Khánh là để bên cạnh màn hình, em Khánh sẽ tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thủ tục trả góp cũng như là anh em mua tiền mặt như thế nào ha. Một điểm nữa là không thể bỏ qua khi mà anh em trai trang bị, đó là phim cách nhiệt anh em. Anh em có thể thấy ha, phim cách nhiệt phía trước thì dán phía trước nè, ở phía bên hông cũng dán phim cách nhiệt ha, cũng như là phía trên gương thì kính chắn gió phía trước thì anh dán luôn cái VETC là cái thanh toán chậm thu phí tự động anh em. Anh em nào có nhu cầu thì cứ nhanh tay liên hệ với em Khánh qua số hotline 0938 285 259 để được tư vấn trực tiếp, và có thể đến trực tiếp showroom Hino Đại Phát Tính bên em tại địa chỉ 1286 quốc lộ 1A, phường Thế An, quận 12 để trải nghiệm và lấy thử phiên bản này ha.